Hi, xin chào cả nhà, chào buổi sáng. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên đỉnh núi Cấm. Trước mặt màn hình, đây là một ngôi chợ rất là đặc biệt, đó chính là chợ Mây. Thì hôm nay mời cả nhà mình cùng song hành với em qua một đoạn clip ngắn. Mình sẽ xem cho bà con ở trên chợ Mây này mua bán và sinh hoạt như thế nào nha. Đa phần người ta nhóm họp khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi hả, xong rồi người ta sẽ đố ra mạnh ai lấy bán. Chợ Mây này mà nếu mình đi vào những buổi sáng sớm ha, là những cái sương mù bao phủ khắp nơi đây á, nhìn tựa như những cái làng mây trôi rất là đẹp. Phía trước này thì có một cái tủ bán hủ tiếu, mì, chai, cơm, tấm. Thì dài khu vực này là các quán ăn, quán cà phê ha. Còn đây là một cái con đường đan để đi lên ông Phật lớn. Ta thường hay gọi là ông Phật Di Lặc. Xe đó. Trên đây bà con dạy xe khá là lẹ, cho nên mình đi phải cẩn thận. Đây là một số khách bà con tham quan đi du lịch ăn sáng trong ngày hôm nay nè. Khu vực phía trước này thì có bán rau củ trái cây ha. Dạ không gần chú ơi. Bà bán sao vậy bà? Dạ, 1 kg 25 ngàn hả bà? Dạ. À. Rồi con mua ngoan không hết 1 kg á, con mua vài củ ăn được không? Dạ, bà lấy cho con 3 củ đi, rồi con 3 củ ngon ngon đi. Dạ, lấy khoai này nè, khoai này là khoai đỏ hả? Dạ. Khoai lang được, nó chú ngon lắm. Khoai lang đường. Dạ. Bà 10 ngàn hả bà? Dạ. Chị Linh ơi, nhỏ này nó xạo quá, nó kêu mua cho nó ăn ngoài, nó phụ mua sao quá. Ờ, là ăn bà hỏi thôi. Đây, cho con gửi tiền. Bình thường là ra đây bán, bà cho thêm hả bà? Ôi, quá quý luôn. Bà chợ Hương ra đây. Dạ. Dạ, chở lên đây. Dạ, mình chở xe lên đây bán. Một lần mình đi vậy là bao nhiêu tiền bà? 40, 50. Ồ. Rồi bán cái này đủ trả tiền xe không bà? Đủ trả chứ vài chục ngàn à. Dạ. Đủ trả chứ vài chục ngàn à. Dạ. Sao tới giờ chưa dám ăn tiền nữa nè. Dạ. Sao mình không ăn đi bà? Để đói sao chịu nổi.
Thôi chị, không em đi ăn. Dạ. Chợ này thường là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ bà? 7 giờ sáng, 6 giờ sáng này là tới 10 giờ là giãn hết rồi. Dạ, giờ là giãn bớt rồi ha. Thường thường con nghe nói chợ này là chỉ bán trong vòng 1 tiếng thôi là buông ra mạnh ai nấy ginh đi bán đúng không bà? Dạ, dạ. Dạ. Bên đây bà có bán khoai mì nữa nè, rồi khoai cao nấu nè. Cả nhà mình có lên nước chấm có ăn khoai đến đây cái ủng hộ bà nha. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà? 64 rồi. Ồ, 64 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Đi tu năm nay đó là được 4 năm rồi. Đi tu hả bà? Dạ. Thăm đi chùa 4 lần. Dạ. Đi chùa nào bà? Chùa Anh Hảo ở dưới á. Dạ, chùa ở dưới. Mình đi mấy cái ngày rằm với mấy ngày đầu tháng rồi hả bà? Dạ, dạ, dạ. Dạ. 30, ngày 15. Dạ. 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 Bữa nay đập phước ta nữa nè. Bữa nay sao bà? Bữa nay tao mời đập phước nữa, ngày nào cũng đi đập phước ta hoài á. Đập phước hả? Tao mời làm phước đó. Làm phước, à, làm phước cho người ta, dạ. Đi cả một cái bé gì nè, đi nhang nè. Dạ. Ai muốn để mì tiền để gì đủ thứ đó, tự nhiên để. Dạ. Dân tộc đi đắp phước, thấy nằm cũng năm năm chục. Dạ. Gạo ta hai lon. Hai ba cái mì nữa, gì có nhang nữa. Dạ. Đi làm phước cho người ta. Dạ. Tạm ơi á. Dạ. Ta làm nhà người ta cho mạnh giỏi lắm. Dạ, cảm ơn bà, chúc bà nhiều sức khỏe, mua mai bán đất nha bà. Dạ. Giờ này là muốn tan chợ rồi đó. Trước thì có bán rau củ anh đây ha, có bán bông hoa trái cây. Xong chai bếp cô than là rú ấy đâu xong tê đây giờ miếng giờ xí đâu. Bên này có bán bánh mì bánh bao chai. Bao chai bánh bao mặn nữa. Dạ. Bánh rau chà mặn cũng có luôn, bánh bao ngọt cũng có luôn. Dạ. Còn đó đi lên đây ăn bánh bao. Bánh bao này mình bán bao nhiêu một cái cô? Bánh chai thì 10, bánh mặn 13, còn bánh ngọt thì 5. Dạ. Lấy cho con một cái bánh bao chai đi. Dạ. Ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bán tan chợ 9 giờ mấy là tan chợ rồi em. Là về rồi, đâu còn ai đâu ngoài này nữa đâu. Bánh bao chai thì có một cái chấm ha. À. Dạ. Rồi cái bánh, con thấy bánh dài dài, nó màu xăm xẩm hơn là bánh gì? Bánh da, nó có sữa em. À, bánh da có sữa. Nó 5 ngàn. À. Ăn thử cái bánh da nó ngon lắm. Thì lấy con một cái bánh da đó luôn đi. Chợ trên đây cũng nhỏ à ha. Bà con bán là tự sắm cái dù gì mình che hả? Tự mình sắm đó. Góp ngày 3 ngàn. Dạ. Phía trước này thì bà có bán bưởi rồi trứng gà khô. Phía trước có cô bán thịt heo nè.
trời nhỏ mà bán cũng đầy đủ ghê. Phía trước là các sạp rau củ ha. À, đi dài vô trong đây luôn. Sau vô trong đây thì bà con bán cá rồi gà vịt trong đây. Thịt heo nữa nè. Thịt heo thì người ta cũng để cho một cái xịa như thế này. Chứ là không phải như những cái chợ lớn dưới vùng dữ ha. Để như để những cái xịa cá vậy đó. Có cái nấm gì quá chừng to luôn. Năm miếng ha. Có cô gánh đồ đi bán. Cá trê đó. Trước này có cô bán cá dồn, cá điêu hồng. Trong này có cá kèo nữa. Ôi, bắt cá kèo hả? Cá. Ừ, cá. Bỏ vô đi. Cá kèo. Coi chừng nó cắn đó. Coi chừng nó cắn á. Ôi cá kìa. Cá. Thương à. Bỏ đi. Cá. Rồi. Nó phóng mất tiêu rồi. Thank you.
cái sạc nó kìa. Đúng rồi, cá kèo á, có cá chê đó đó, coi chừng nó đâm đó nha. Cá chê nó đâm nhất lắm á. Rồi, cô cho ăn cá kèo luôn. Cho nó chơi á. Đó, giờ này bà con giờ gánh đồ lại nữa nè. Trước đây là bán đủ các loại rau củ luôn á, có bán dưa hấu nè, cà chua, dưa leo, cải. Sớm giờ cô bán đâu mà thấy cô mới ginh lại hả? Mới gánh lên á em. Mới gánh lên, dạ. Gánh sao trễ quá vậy? Giờ này cũng tan chợ rồi mình mới gánh lên. Dạ, tới liền. Cái trước này có cô bán bún thịt nướng nè. Đi té té té. Con ở trên đây thường người ta làm một cái xẻ như vậy ha, người ta mua bán người ta gánh đi. Dạ, đây người ta gánh người ta bán. Dạ.
Nhớ là đi vô nhà tôi không có đặt chân thực tế đâu nha. Trước này có một cái tiệm tạp hóa, bán cũng rất là đầy đủ đồ. Cái hôm nay mình bán bao nhiêu tiền một dĩa vậy cô? Dĩa 30 ngàn con. Dạ, cộng thêm là tặng thêm mà, cộng thêm là không tính tiền, miễn phí luôn. Dạ. Cả nhà mình có lên đỉnh núi Cấm nha, nhớ ghé cô rồi, ăn cơm sườn. Ở đây có mình ăn cô thôi. Dạ. Sao? Giá cũng bình dân, 30.000 đồng. Dạ. Dạ. Ăn bao no. Bao no luôn á, ăn cơm. Chợ May đó là cô đó. Dạ, cơm tấm chợ May. Wow. Cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe, mua may bán đắt. Dạ. Đây là không gian chức quán của cô nè. Hết rồi đó cả nhà mình ơi. Chợ cũng khá là bé thôi à. Dạ rồi, đến đây em cũng xin phép tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin kính chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở clip mới nhất. Bye bye.